Nói đầu tiên cháu ba gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người trên YouTube nha. Hôm nay một ngày hạnh phúc của ba mọi người ơi. Cháu ba được một người chị hỗ trợ cho ba chị đi Thái Lan. Thì hôm nay là sáng sớm, mới 6 mấy sáng thôi. Thì trước khi ra sân bay á, thì ba sẽ ghé ăn một món đặc biệt. Bún gọi là bún suông. Cái món này là từ hồi xưa là mẹ ba ăn rồi, mẹ ba giới thiệu cho ba. Thì nói chung là cái cô này cũng ok đó mọi người. Hôm nay ba ngồi thấy ba chỉnh chu mình sáng sớm, đây là lần đầu tiên đó bé mặc đồ mà gọi là gợi cảm luôn đó. Thì bây giờ ba sẽ vô review cái món bún suông trước ra sân bay rồi mọi người. Xin chào gì? Chị Lương hả? Chị bán được bao nhiêu năm rồi? Cũng 30 năm rồi. Đời của má chồng của gì nữa là bao nhiêu nữa? Không biết nữa, là chú là gì là bán ở đời thứ ba. Là mấy giờ gì bán gì? Đó về bán. Gì bao nhiêu? Có đồng giá 50 rồi. 50 hả? Là 50 là có gì với gì chị? Đầy đủ, ăn muốn ăn giò ăn, muốn ăn thịt ăn. Giò đầy đủ là giò. Còn suông không là như gì? Suông không mình ăn nhiều nữa thì cũng là 50 luôn. Xuông không có 50 nữa hả chị? Ừ. Dạ. Xuông không mà nó xuông nhiều. Hồi lúc trước là mẹ chồng bán. Ừ. Giờ xong rồi chị lại cho gì? Ừ. Ê, địa chỉ là số mấy gì biết không chị? 183/43 Bến Thiên Đồn, phường 6, quận Tây. Chị có nghỉ ngày nào không? Rằm nghỉ. Rằm là gì nghỉ hả? Chị có số điện thoại gì đọc cho mọi người biết số điện thoại có gì ăn rồi đến mọi người gọi cái gì được không? Có số điện thoại con gái à? Ờ được, không sao, chị cứ đọc đi. Chị nhớ không? 0906244221. Dì Lương phải không dì? Bún suông dì Lương. Không có bảng nha mọi người, chỉ để là bán bún suông thôi mọi người, chứ không có tờ nha. Ăn chay, ăn gì ăn chay? Ăn kia lên anh định kia đi. Ăn đầy đủ hết thật. Rồi bây giờ là mấy bạn sẽ kêu cái món món rồi xong rồi mình thưởng thức. Ở đây thì nước lèo rất là đỏ mà nó rất là mực, rất là ngon luôn. Đặc biệt cái suông ở đây á, cái suông ở đây là nó gọi là sao dì, từ là bún suông gì? Tôm gì quết nha. Tôm xay ra bếp cho mình. Mình ăn dầu gân ha anh. Ăn dầu gân ha anh. Chấm nha, chấm bằng tương nha mọi người. Chấm nha mọi người. Đó. Đây là tương nha mọi người. Và nước mắm me, bò ớt. Đây là đây nè, con nhà 50. Đây là con nhà 50 nha mọi người. Đó, rồi có quýt có mực vậy luôn. Đó, vậy nè. Đó, có quýt có mực. Là 50. Để bốn cho nó thành một xô chứ đó. Mọi người phải thử nha mọi người. Các bạn nói chung cái bún này á, nó vô người những người nào mà không ăn được bún riêu ăn cái bún này được không có mắm. Ừ. Nhưng mà nước lèo nó cũng khác nữa. Đó là kem rồi. Chị làm cho con tô đầy đủ nha, mà bún nhiều, đồ ăn nhiều, cái gì cũng nhiều quá. Bún vừa vừa thôi. Nhiều gì cứ làm nhiều cho con, gì làm một tô đặc biệt cho con. Thì ít cái nào mà con dậy sớm được cái giờ này lắm. Dẹp me đi. Rồi lấy ra cho chị. Thêm thịt nạc cho con nha. Rồi. Thêm suông luôn. À, gái xuống. Trời mọi người, hơi tô quá ba nè mọi người. Mọi người xem nè. Cái tô của bác Tài chút xíu. Cái tô cái sụp nè. Cái bà đuối nữa. Cái tô cái bà phải đặc biệt. Tại vì bác là thèm món này lắm, thích ăn món này lắm. Nhưng mà cô chỉ bán từ lúc mà 6 giờ phải không cô Lương? 6 giờ có 8 giờ mấy là hết rồi nha mọi người nha. Em không ăn tôm hả? Không ăn tôm, móng với xuồng. 6 giờ mấy là còn 6 giờ là cô bán rồi đó mọi người. Đây nè, cô kêu là bún ít thôi, mấy bà không bún nhiều. Bây giờ là mấy bà phải ăn một tô này. Nếu được ăn được nữa, mấy bà ăn sang thêm nửa tô nữa. Kêu nửa tô với thêm 2 dĩa rau nữa. Trời ơi. Cái món này với món bún bò Huế nữa, mấy bà không thể nào mà giảm cân được đi nha mọi người nha. Có một câu nói của anh trai mấy bà nói là mấy bà giảm cân chứ không có giảm ăn nha mọi người, để mọi người nhớ nha. Đây là nước mắm, nước chấm tương đen cô nấu đó mọi người. Với lại nước mắm me. Nếu mà không thích mắm me thì mọi người có thể bỏ chanh nha mọi người. Giờ bé anh đi miếng ớt. Đó. Mọi người phải thưởng thức bún su của quận Tư ở cô Lương như thế nào. Và đặc biệt mọi người phải thưởng thức trước là thử nước lèo để coi là cô có niêm bột ngọt nhiều hay không, hay là cô phải ngon như là mực. Hôm nay cô có dứt mực con này, đây là mực nè mọi người. Cô nấu nước lèo bằng mực nha mọi người. Cô nấu cái này bằng mực nha. Nếu mà mình ăn mực được á thì mình kêu cô vớt ra. Nước lèo rất là thơm của mùi mực. Rồi bây giờ thì mời mọi người thưởng thức cái món bún suông.
ở quận 4 cho mọi người nha. Gọi chút xíu nữa bé ra sân bay, bé ba sẽ check in giấy tờ để làm thủ tục bay qua Thái một lần nữa. Mọi người nhớ xem, mọi người nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho mọi người nha. Ok. Rồi. Ok mọi người ơi, mấy bà đã check in cũng như là hành lý mình cưng mình xong hết rồi mọi người. Bây giờ mình đang ở đâu anh? Đang ở trong cái quầy chợ đi lên mấy bà. Trong đây cũng đầy đủ đồ. Có chồng thương nữa mọi người. Đi ó kìa. Đi ó đó, cái dầu thơm của chị Hai, cái dầu thơm đó. Các bạn thích dầu thơm đó mọi người. Thích dầu thơm mới luôn ý đồng hồ chị. Thôi thì cũng bình thường thôi, cái gì đó. Kêu em là ngã nó xuống. Kéo hả? Ngã nó xuống rồi kéo. Ờ đó. Mình là cổng 15 á nha. Rất là ngon luôn. Chinatown, Chinatown. Rồi mọi người ơi, bây giờ là xuống sân bay nha mọi người. Rồi chuẩn bị đi thôi. Cái view đẹp đó mọi người ơi, cái view đẹp quá trời kìa. Chụp cho một tấm ảnh được con, YouTube con ấy. Come on. Rồi. Let's go, let's go. Vì đợt này tụi em đi, tụi em không mua ký gửi á, cho nên tụi em chỉ đi xách tay thôi, cho nên đồ đạc nó cũng chưa đủ luôn. Cái đó thì hello mọi người, bây giờ vợ chồng em ba đang ở sân trong máy bay luôn nha mọi người nha. Thì cảm giác bây giờ mấy ba rất là hào hứng, rất là gọi là rất là nôn nao để đến nước Thái để thưởng thức những món ăn của Thái nè, đi chùa lễ Phật cũng như là chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiểu phẫu cho mấy ba một lần nữa. Mọi người trong cái clip đó, mọi người có xem mà có điều gì sai sót hay là có gì không hài lòng thì mọi người nhớ góp ý cũng như là comment tương tác, cũng như là nhớ đăng ký và làm chia sẻ cho ba. Cái kênh này á là 2-3 năm rồi với ba mới làm lại, thì hy vọng mọi người sẽ like và đăng ký và chia sẻ cho ba nhiều hơn nữa để kênh YouTube của ba được phát triển nhiều hơn cho mọi người nha. Mọi người ơi, mấy bạn đã đến đến đất nước Thái Lan rồi, thì đang chuẩn bị là xuống taxi, thì tình cờ mấy bạn gặp được một người chị cho mọi người, cha một chị Jessica đây, chị đi đóng tiền đi cái gì công chuyện của chị á, thì gặp chị ở đây thì mấy bạn lẹ cấp tốc tiền để quay người Việt Nam đi. Khi mà mình ở nước khác quê người, mình gặp người Việt Nam á mình rất là vui luôn, nhưng mà em không có cho chị nói tiếng Việt, chị nói phải nói tiếng Thái. Em mới tin. Bây giờ chị chào một câu tiếng Thái với lại chúc mọi người một tiếng Thái như thế nào nè. Sawadika. Chúc hả? Chị biết chúc gì vậy? Ăn ngon cũng được hay là chúc mừng năm mới hay là mua gì cũng được. Nói chung là chị biết tiếng gì chị nói cũng được. Chị đâu có biết nhiều lắm đâu. Chị biết ít mà. Ở đó lại con hay gì con nào? Ở giá rồi bác sĩ đó chị, bác sĩ đó là chị rành đúng không? Ở giá với bác sĩ rồi chị rành. Rồi mọi người ơi, thì nói chung mà nói hả, nói không giỏi với mắc công rồi mọi người cười không, nữa. Mình biết chút thì mình nói chút thôi, vài câu thôi chị. Thôi được rồi. Rồi mọi người ơi, thì bác xin phép mọi người, bác xin chốt cái clip này. Sau đó thì bác sẽ về khách sạn để lấy phòng để sẽ review cái khách sạn cũng như là những cái món ăn ở đất nước Thái Lan như thế nào. Mọi người nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho ba nha mọi người. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Ủa nhưng mà nha. Cái video đăng trên kênh nào sao không chịu nói nãy giờ? Để bà vlog. Sáng giờ không có nói, giờ nói lần nữa.
Đây là video sau khi 2-3 năm mấy bà trở lại cái video và cái kênh YouTube riêng của bà. Thì mong mọi người luôn yêu thương và luôn góp ý kiến cũng như đồng hành và cho mấy bà sự góp ý để bà phát triển cái kênh YouTube này được rộng rãi và nhiều người biết đến hơn, để đem những cái video cuộc sống đời thường với ba tới đến cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho ba. Xin mời mọi người. Yeah.